space in the crowd, but you don't seem so far away. The only thing between 400 armed noblemen, Honoré? If it weren't for General Lafayette... Enough! The room is fogged with your bluster! All hot air and no action! Here's a man with good news, I think. Arno, what did you learn from the silversmith? Poison. They're catching up. Germain made that pin, and others like it, for a man named Lafreniere. Sure. Certain. Grand Master de Lacerre spoke highly of his loyalty. Very well. I suppose the course is clear, Arno. Find Monsieur Lafreniere. I have done so already, Monsieur. He is no threat. What are you saying, Pispah? I had a lead on Lafreniere. I followed it, and I killed him. What the hell were you thinking? How dare you defy the queen? The next time you shut him in the council, I'll ring you a new arsehole! While this council admires your zeal, it is not your place to choose your own targets. You should have reported your findings to us. Forgive me, Mentor. I believed I had found the man who ordered Monsieur de Lacerre's murder. When I discovered further evidence that suggested he was about to strike at the Brotherhood in force, I took action. Believed? Suggested? I am no longer certain of Lafreniere's motivations. In his memories, I saw him writing the letter that would have warned Monsieur de Lacerre of his betrayal. When he spoke of his impending attack, he mentioned a club in the Marais, not one of our safe houses. What do you make of this? I cannot say. I would like to investigate further. I don't like this. The boy is a gifted assassin, but I fear he's obsessed with a private vendetta. Let another follow this lead. We don't have time. Whatever Lafreniere was planning, it happens tonight. He did ask permission this time, Guillaume. Go then, see what you can learn. But no more rash action. Yes, Mentor. Các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghị. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm Assassin's Creed Unity. This is the place. What was Lafreniere so interested in? Get him upstairs, quickly. Latouche, old friend. You do get about, don't you? Ở đằng kia có một thằng để mình cậy lại, mình coi xem nó như thế nào nè. Thì nó đang trong chung, hình như là khu vực cấm hay sao, nó màu đỏ ở đây, mình không thể nào vào được. Để mình đi đường vòng, để cái bên đó kìa, chắc nó sẽ không phát hiện ra mình ở đây. Rồi chắc là mình nhảy vào. Rồi nó phải thấy, nó thấy mình rồi. Thì mình đi nó luôn. Rồi vừa mới vô là nó đậu với mình luôn rồi. Rồi là trên đây có mấy thằng mà như nó phát hiện ra mình rồi, để mình bắn nó luôn, lộn, đánh nó luôn vậy. Như có tới, tôi có tới hai thằng cầm súng, vợ là đây thì cầm súng, mình cầm do còn nó cầm súng chỉ như mặt bị mà bắn cũng không trúng nữa, kiểu như nó sợ bắn trúng đồng đội nó hay sao ấy. Ok, và chúng ta đã xử lý xong, bây giờ mình sẽ tìm cách để đột nhập vào bên trong và tìm cái ông có tên là La Touch. Ok, không biết ổng ở đâu nữa. Để mình đột nhập vào bên trong cái nào. Đi đường này xuống đi cho chắc ăn. Ok. Ngay đây có mấy thằng. Nó thấy. Thôi, mém nữa tụi nó phát hiện ra mình. Hên là mình bấm ngồi xuống nhanh. Để đi xem dưới này có ai không ta. Có thằng ở đây để mình stealth cái mình với nó luôn cái nào. Một thằng quá đẹp, một phát đâm ngay cổ. Ok,
có hai thằng ngoài này và một thằng canh cửa đằng kia nữa. Thằng này thì chắc nó không thấy mình đâu, để mình giết cái thằng canh cửa này cái đã. Có lẽ cái canh cửa đằng sau kia nó sẽ có cái gì đó mình cũng không rõ nữa. Một phát quá đẹp. Cái cửa đó bị chặn rồi. Vừa có thằng ở đây nữa này. Nó phát hiện ra mình chứ nãy mình không để ý cái thằng này, nó đứng đằng sau. Ok, ngoài kia còn hai thằng nữa. Để xem ngoài đây có đường nào vô không ta. Ở này chắc ra ngoài rồi chứ không có gì ngoài đây đâu. Cửa này thì bị khóa rồi, mình không rõ là cái nhiệm vụ đó chưa. Đang dẫn mình đi đâu nữa để mình xem. Cái ông kia nó phát vàng ra, mình phải tìm cách đột nhập vô mà. Cái cửa nó bị khóa rồi, mình cái skill mở khóa của mình yếu quá, mà nó chạy nhanh quá, mình không thể nào làm sao cho chính xác được. Chắc mình đi đường vòng đi với cái thằng này cái đã. Ok, là mình giết cái thằng này chưa đó. Một thằng. Quá đẹp. Còn thằng ở đây nữa, để mình giết nó luôn. Ngủ yên luôn. Vợ là. Ôi, thằng này nó phát hiện. Này thì nhìn. Quá tội, bị đập một cái ngay mặt luôn. Ok, để mình ngay đây không có cửa đi vào, để mình đi tìm cái chỗ nào để đột nhập vô cái đã. Nó ngay cái phòng ngay đây. Để coi. Ở bên tay trái nó có một cái cửa sổ, để mình vô cái cửa sổ đó trước, chắc là nó sẽ có đường xuống. Ừ đúng rồi, ngay đây có một cái cửa sổ này. Mở nữa. Thì hầu như chỉ có thấy một cái cửa sổ này mở thôi. Ok, nó kêu là mình vô căn phòng đó. Và mình nghĩ là đây là cái đường duy nhất. Ừ đúng rồi, ngay đây, ông này nhầm ngay đây rồi. Chúng ta đã tìm ra được cái ông này. Bên kia cũng có một, hai người nữa phát sáng, nhưng mình không rõ là ai. Nhưng mà trước tới mắt là mình phải đi theo cái ông này cái đã. Chắc mình nhảy trên đèn được mà. Ui, ngay đây có hai thằng. Gọi là Ui. Nãy bấm nhầm nút cái nó nhảy vô luôn. What the fuck. Thôi lỡ vô luôn. Gọi là đâu ra thêm thằng ấy. Thằng này như đứng tốt đằng kia, cái tự nhiên thấy mình nhảy vô cái nó chạy lại bên đâm mình luôn. Và là này thì nhìn. Quá tội. Đồ với assassin. Còn lại coi nó không ta. Hình như hết rồi. Mình hình như tụi nó phát hiện ra mình đang ở đây nên mình đi trốn cái đã. Ok, tới giờ hành động rồi. Chúng ta ra khỏi chỗ này ra. Thì phải cũng may là cái nhiệm vụ nó lại dẫn cái ông này lên đây ngay tới chỗ mình trốn luôn, không cần phải làm gì chạy vòng nữa, và đồng thời là nó cũng mất luôn cái nghi ngờ của tụi kia luôn. Ok, để mình đi theo dõi ông này mà. Làm sao để vô bên trong đây? Tụi nó canh kỹ với cửa kia là đóng nữa. Ở đây có cái cửa sổ cho mình phải nhảy ra. Để mình coi cái đã. Ừ đúng rồi, hình như là vậy. Cửa thì không có, nhưng mà ngay đây có một cái cửa sổ. Để mình nhảy qua xem bên kia có cái gì. Đúng rồi, quá hay. Ôi, nó làm gì ở đây nè. Có thằng gì ngồi đây. Ông kia, ôi ông đi nữa rồi. Tính làm gì vậy. Ôi phải liền. Nó chọi một cái thằng kia ra khỏi cửa sổ. Mình đứng đó mà tụi nó cũng không thấy nữa. Vãi thiệt. À ông này ở đây. Tụi ông đi đâu mất tiêu rồi chứ. Nhiệm vụ của mình là phải theo dõi ông này chứ không phải là tụi kia.
cho nên tụi kia làm gì mình cũng mặc kệ, nó có thấy thằng kia ra mình cũng chả quan tâm. Ok, nghe đây, để mình đi xuống cái đã. Ôi, cái gì vậy? Cái gì như nó mới mất tiêu xong cái nó hiện xong cái nó mất. Gọi là tụi này chạy lẹ quá, để mình đi theo cái đã. Đang cố gắng stealth hết mức có thể. Và cái mấy cái nhiệm vụ này bắt buộc thì mình phải stealth thôi, thì khá là hay. Và mình đang cố gắng đi theo sát nó từng ly từng tí. Ui, tưởng nó thấy nhá. Mình vừa mới chạy tới thì nó lại đóng cái cửa rồi. Mình nghĩ chắc đi đường này. Find place to spy on a meeting. Ok, chắc là tới chỗ go kia rồi. Ok. The great work requires patience, my friend. If Paris must suffer a while longer so the world might be remade, then so be it. Why not just kill him and be done with it? One of my boys, a knife, a dark hallway. Easy peasy. We want a condemned man, Captain, not a martyr. Have patience. Respectfully, Grandmaster, patience is well and fine. But the longer we wait, the greater the chance of discovery. Well, the assassins already found Sivert and the Wadetun. Oh, Sivert and Loire already served their purpose. Their destruction, while inconvenient, is no obstacle. And the assassins have already proved useful when properly led. What about the Delacerbe rat? She could be dangerous if she manages to rally the old guard. That situation will be resolved. How so? Mademoiselle de la Serre will soon be on her way to l'Hôtel Voisin, eager to speak with Monsieur Lafreniere. Sadly, Monsieur Lafreniere has nothing left to say. Please. Clever, Grandmaster. But you've had your brush with the assassin. Ok, xong việc rồi, chúng ta phải 1, 2, 3 đứa. Chúng ta phải thoát ra khỏi chỗ này thôi. Thì mình giết cái thằng này cái đã. Thằng kia chắc nó sẽ không để mình đâu ha. Lo đứng ngắm rượu không mà hình hay cái gì đó mình cũng chả rõ nữa. Thì thường mấy cái trò này nó lại mấy cái nhân vật không cần thiết, thường nó hay đứng một chỗ lắm mà nhìn ra có một hướng cho nên giết nó dễ dàng hơn, không bị phát hiện. Quá tội, một phát ngay bụng. Ok, là mình đang cố gắng stealth chạy ra ngoài thoát ra khỏi chỗ này. Rồi mình nghĩ là chắc mình phải chạy ra cái chỗ nãy thì nó có cái cửa sổ. 1, 2, 3. Có 3 thằng. Để mình coi cái đã. Ôi, nó tiến tới chỗ mình để mình đi. Đi lên cái đã. Một thằng. Chó tránh vào vừa gặp vào vừa. Tránh được thằng này tự nhiên gặp thêm 3 thằng ở trên đây. Ôi, bị phát hiện nữa rồi. Và là, để mình đi. Chắc mình đi xuống đi. Ba thằng này thì vẫn ngáo ngáo, không biết chuyện gì này xảy ra. Ok, chắc tụi nó đi qua rồi, để mình đi vô cái đường này. Tới cái chỗ cái đèn hồi nãy rồi. Bên ngoài kia chắc là sẽ có cái cửa sổ. Để đi cái hướng này nè. You must escape the area. Hên quá, ngay đây có một cái cửa sổ luôn. Không cần phải chạy tới nó khúc kia. Cái cửa sổ này là chỗ mà mình đi vào mà ta. Đúng rồi. You must escape the area. Chúng ta gần ra rồi, chúng ta sắp thoát rồi. Hay quá. Giờ thì chúng ta phải xử lý cái ông gì đó ở dưới đây, để mình nhảy xuống cái đã. Và giải cứu Elise. Kiểu như ông này muốn giết nhỏ này hay sao? Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được. Fuck you bitch. Ôi đâu ra 2-3 thằng đó vậy? Tự nhiên có mấy thằng như vệ sĩ đứng canh hay sao? Tụi mình vừa mới chạy xuống là
đâm ông kia xong bị tụi này phát hiện. Cái thằng này vẫn ngáo ngáo, không biết gì nó sẽ ra. Và thằng kia nó phát hiện rồi, để mình giết nó luôn cái đây. Đâm chém cứ như đúng rồi. Thôi quá hay, dùng phải công nhận dùng katana cũng sướng thiệt. What's going on? Where is Monsieur Lafreniere? He's dead. What? Go, I'll explain later. Vâng, chạy chung với con nhỏ này mà có mỗi mình là đi lạc đường. Ủa, đâu ra hai ba thằng ở đây? Một, hai, mình phải bảo vệ con nhỏ này, thì nãy mình nhảy một cái, nhảy lộn đường sang cái đường bên kia. Cái giờ mình phải chạy một vòng ra tới đây, giờ tới vừa mới tới thì gặp ba thằng quỷ sứ này. Vợ là đâm chém cái gì đúng rồi. Chém dở mà cứ khóa chém. Ồ, quá đẹp. Một cú xuyên táo. Thì mình nghĩ là hồi nãy mình thấy đường ra rồi, để mình đi lại cái đường hồi nãy. Cái đường mà mình chạy. Cái đường nào mấy mình vừa chạy dùng để thoát rồi, để vô lại cái chỗ này để cứu nhỏ Elise. Thì chắc mình sẽ đi theo đường đó. Giữ được hai thằng. Có ba thằng đằng kia chắc mình đi đường mé mé đi, chắc tụi nó sẽ không thấy mình đang đây đâu. Quá xui cho anh chàng mập. Mình không muốn giết nó, mà tại nó cứ đứng đó ngay mặt mình luôn. Thì buộc mình phải giết nó thôi. Ờ đúng chưa? Chúng ta đã ra được khỏi chỗ này rồi. Escape the maze. Ờ, phải giết cái thằng trước mắt nữa. Đi từ từ là ở boss. Hello bitch. Quá hay. Nhỏ Elise nó xử thằng còn lại. Ok, nhỏ Ellie nó sẽ xử thằng bên phải, mình sẽ xử thằng bên trái. Này thì nhìn, đứng nhìn như đúng rồi á. Lẫn vào đám đông á, rồi giết một cách âm thầm lặng lẽ là một cái trò hay nhất á. Tụi nó sẽ không biết mình đứng ở đây. Này thì nhìn, đứng đừng có đùa với assassin nhá. Ồ, nhỏ kia, làm đúng lẽ luôn. Mình phải giết mấy thằng ở bên trên. Sniper. Thời buổi này cũng có sniper nữa sao? Vãi liền đi. Thì mình nhảy lên cao quá nè. Đang tìm đường mà móc lóp mấy hàng này. Sniper coi vậy chứ bởi chơi kinh lắm. Hello bitch. Này thì cầm súng như đúng rồi. Ok. Kill the searcher. Ui, thằng này nó ngáo ngáo, nó không biết mình đang sẽ làm cái gì đây. Thì mình trèo lên mình xem nó coi. Đằng kia có một thằng nữa, chúng ta phải giết. Ừ đúng rồi, còn một thằng sniper bên phía phải ngay chỗ này nữa. Để mình giết nó luôn. Go on. I'll distract them. Trust me. Meet me tomorrow at Café Théâtre. I'll explain everything. You're mad. I'll be there. You may be a little late. Where do you think you're going, you mother?
So? Seems you've been busy. Tracking down the man who killed your father, yes. Best of luck. He's killed most of my allies and intimidated the rest into silence. No closer now than I was 2 years ago. I've seen him. What? When? Where can I find him? I'm not sure that's a good idea. He wants you dead, Elise. What? You want to protect me? I want to help you. The Brotherhood has resources, manpower. You cannot be serious. I don't trust the assassins. Do you trust me? I haven't changed that much, Elise. I'm still the same boy who distracted the cook while you stole the jam. The same one who helped you over the wall into that dog-infested orchard. All right. Take me to your Brotherhood. I'll hear their offer. Offer may be a bit strong. Is that? Bloody Templar. What's he doing? Really? They're a touch paranoid when it comes to security. Two right turns, 73 steps, then down a flight of stairs, a left and another right. Did I get all that? What the hell you done this time, pisspot? The Templars have marked her for death. So you brought her here? The Brotherhood has resources, manpower. Shut up! Well, what have we here? My name is... For heaven's sake... Take that blindfold off. Ridiculous. My name is Elise de la Serre. My father was François de la Serre, Grand Master of the Templar Order. I've come to ask for your help. Continue. Mirabeau. Must we rehash this debate again? We must, and we will, Master Kimmer. If you cannot see the advantage in being owed a favor by François de Lasserre's daughter, I despair for our future. Continue, Mademoiselle de Lasserre. Oh, here we go. You are not men with whom I would normally parley, monsieur. But my father is dead, as are my allies within the Order. If I must turn to the assassins for my revenge, so be it. Parley, my arse! It's a trick to make us lower our guard. I say we kill her, send her head back as a warning. Belek. Enough! Plainly, this discussion is better conducted in private. If you will excuse us, Mademoiselle Lasserre? Certainly. Arno. Perhaps you should accompany her. I am sure you two have much to talk about. Kể là bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi theo cái con nhỏ này, Elise. Nó đang bàn với cái gì đó mình cũng chạy rồi. Ôi, đi hướng này nè, người nhỏ này nó vàng hết nhìn mắc cười ghê. Ôi, nó chạy kìa. Ôi, đi đâu vậy? Đợi tí coi. Từ, đợi tí nào, chạy chậm tí coi. Nói để làm gì chạy như má rượt á. Whoa. Cuối cùng giết được như này. Chạy chậm quá, làm sao mà bằng assassin được. Đó, mình chạy hơn nó rồi đó. Chạy vô cố vô. Làm gì mà chạy kinh vậy? Từ từ, cái gì phải từ từ. Chắc là nó đang muốn tới chỗ nào đó mà làm cái gì mà đâu như thế phải chạy ghê như vậy. Và là
is harder than it has to be. What was that about? Honor. François Germain was my father's lieutenant. What? He was cast out of the order when I was a girl. Something about heretical notions or Jacques de Molay, I'm not entirely sure. But he should be dead. He died years ago. Did anyone tell him that? I would very much like to ask him a few questions. So would I. Như cái cửa này nó bị đóng cửa rồi, chắc mình phải trèo lên trên thôi. Cái cửa dưới này bị đóng rồi. Vậy để xem trên đây có... Ủa, trên này cũng đâu có gì đâu ta. À, ha. Mình không để ý. Mình cứ tưởng nhiều lúc suy nghĩ sâu xa quá. Nên đây có nguyên cái cửa mở sẵn luôn. Đi theo nhỏ này cho nó nhanh. Nó cho tại nhiều lúc cái game này nó cũng dễ dự đoán trước á. Tại mình thấy cái nhiều lúc cái cửa đó cứ mở sẵn rồi mình mà nó chỉ có một đường duy nhất thôi thì mình cứ chạy lên. Thì chắc là cũng đâu đây thôi. Nên đây gì phát sáng nè. À, nó là một cái gì, kiểu như là một cái vật dụng có thể thu nhập được, kiểu như sưu tầm hay gì á. Bên đây có không ta? Thì ngay đây nó cũng có một đường duy nhất à. Thì nếu các bạn đi một hồi các bạn chắc cũng thấy tới. Ồ, sao nhỏ này đi chậm vậy? Lẹ, Alice ơi. Đi gì nó cứ như đúng rồi, chậm quá. Bracing. Just like that time in Marseille. Bit more blood this time around. There's nothing here. You must have known his bluff wouldn't hold up. So we've lost him again. Maybe not. Let's keep looking. Locked. Maybe we could do that. Well, now I know why this wasn't on the official tour. Oh no. Look. It's him. The bastard killed my father. We have to tell Mirabeau as soon as we... I'll take care of this. Meet me at Mirabeau's estate. Stay down. Sao bên đây đâu ra tự nhiên nhiều sniper kinh vậy? 1, 2, 3. Trước mặt đếm được 3 thằng đó. Thôi để mình xử cái thằng ở phía trên nhà chứ đã. Này thì sniper. Mình ghét với mấy thằng sniper nha. Bắn thì không bắn nhưng mà đam không phải công nhận là cao thiệt. Mà mỗi lần nó cái bắn một cái là mình may rồi hết máu. Mấy này đúng là... Ủa thằng này đưa quân nhìn ra. Mà nó ưa mấy thằng này tí nào á. Này thì sniper đâm một phát ngay cổ là tỉnh liền. Rồi còn hai thằng trên nóc. Fuck you bitch. Là mình phải trèo lên nữa. Vợ là quá. Ok. Này thì sniper. Sniper như lúc các bạn thấy sniper. Ui mình chạy gì mà nó cũng bắn trúng nữa. Không tin được. Sniper máu thấp lắm. Chỉ cần chém vài cái là nó chết à. Đại loại như vậy nó yếu lắm. Kiểu như nó chỉ bằng được cái bắn xa với đam cao thôi. Còn chứ mà bá đạo thì không bá bằng. Có vài thằng mình chém tới Tết cũng chưa xong chết, chưa chết nữa. Thằng này nó đứng nhắm cái gì vậy trời. Ôi biết tao đây nè. Một phát ngay cổ quá đẹp. Elise? Elise? What is this?
I found him like this. I didn't. Of course not. But I have to report this to the council immediately. They'll know what to do. No! They don't trust me as it is. I'll be their suspect, first and last. You're right. Of course, you're right. What are we going to do? We find out what happened. What is that? It's the weapon that killed your father. That's a Templar badge of office. What's it doing here? Painting a picture. Poison. Let me see that. Aconite. Hard to detect unless you know what you're looking for. Popular with Templars, is it? With anyone who wants to get away with murder. But yes. Looks like he was expecting a visitor. Master Kamar. Templar poison, Templar pin. It looks damning. Bây giờ cái nhiệm vụ này là hướng mình tới cái chỗ gì cách kia 100 mấy mét. Ngay cửa sổ này bị đóng rồi, để mình tìm cách khác đi tới cái chỗ đó nè. Đi nói chuyện với sư phụ Kimar. Mình không phải đúng rồi nữa, nhưng mà mình phải tới cái chỗ đó. Ôi, xuống. Cái này hình như nó bị cái gì đang trong dialog hay sao, mình bấm nó xuống nó không nhiều nhảy xuống. Ờ được rồi nè. What the. Chắc nãy là do đang nói chuyện cho nên nó không bấm xuống được. Rồi, bấm nút xuống mà chèo ngược lên mới tục chứ. Thôi lỡ lên luôn đi. Và là nhiều lúc mình cứ tưởng cứ như là góc nhìn người thứ nhất kìa. Đi quá đẹp. Mình đang cố gắng part over thật nhiều càng tốt. Thì cái tựa game này chú ý là kiểu như các bạn có, mình thấy rất là nhiều bạn kêu mình là tại sao assassin gì mà cứ phải chạy bộ hoài, sao không park over đi. Thì bây giờ mình đang cố, mình cũng đang tập, anh phải công nhận là đi trên nóc nhà nó vui hơn là đi ở dưới. Có nhiều cái đi bám rồi nhảy thì tùm lum cũng rất là thú vị. Nhưng mà nhảy chật một cái là chết liền tại chỗ. Mình cũng bị nhiều lần rồi chứ phải mấy lần đầu. Chúng ta cũng gần tới là Le Cafe. Và là Wait. Bitch. Ra. Để bố đi. Ủa hình như cái này cái động assassin mà ta. Sao rốt cuộc đi một hồi cũng quay trở lại với cái động mà. My friend. Hello. Ah, Monsieur Dorian. What can I do for you? Mirabeau is dead. Dead? Murdered. I knew this truce would come to a bad end. I'll have to summon the rest of the council to deal with this. Elise had nothing to do with it. I'll stake my life on that fact. Please, give me a little more time. I'll find the killer. Very well. You have until tomorrow morning. No later. Mirabeau was poisoned with aconite. Poison? Do I need to point out that that particular strain is a favorite of the Templars? You do not. Where might one acquire aconite in such strong concentrations?
Any doctor could prescribe it in diluted form. I myself take a tincture of aconite for my heart. It's strictly regulated, of course. But I do know of an apothecary in Le Marais who's willing to overlook such petty legal matters. Thank you. Arno. Và thêm một số manh mối thì bây giờ mình phải biết là cái ông gì đó đã bị đầu độc. Thì đầu độc bằng cái gì đó là aconite gì đó mình cũng không rõ. Thì nó có khả năng là không để lại một dấu vết gì đó. Người uống nhà vẫn cứ tưởng nó như bình thường nhưng mà thực chất nó có độc trong đó. Và chết ngay tức khắc. Bây giờ chúng ta phải tới chỗ bên kia nhưng mà để mình đi hướng này để mình tới cái cầu đó nè. Làm biến bơi quá. Ôi, cái thanh niên này nhìn kỹ như đúng rồi. Và vừa mới nói là nó thấy mình luôn rồi. Và là chắc là mình nhiều lắm mình cũng không muốn gây sự với mấy thằng này. Thì mấy này là chỉ, nó chỉ muốn gây sự với mình thôi. Mấy này nó cũng rảnh lắm, kiểu như không có chuyện gì làm, đi giỏi hàng ngày chỉ đi phá làng phá xóm, phá người dân rồi giỏi. Để mình mua đồ cái ra. Ok, đi tiếp đi. Thì mình nhiều lúc mình cần thêm máu này nọ để mình mua nhanh. Cho nên thì mình không có chi tiết vào mấy cái khác. Mình mua luôn hết cho nhanh. Để park cover đi cho nhanh. Cái trò này thì nếu mà chơi bằng cái này thì khá là thú vị. Cái nhiều cái park cover làm như mình rất là hứng thú. Bám nhảy rồi nó rất là cụ thể và nó có liên kết với nhau chặt chẽ lắm. Cho nên các bạn không cần phải sợ là té giữa chừng hoặc là nó không chạm tới cái này hoặc chạm tới cái kia. Chơi rất là ok. Ui, mém là bay hết máu rồi. What? Ủa cái gì vậy? Sao nhỏ Elise nằm ở đây, nó ở đây. Nhỏ này đúng là gây chi tối ngày đem cái rắc rối cho mình rồi. Đúng rồi, gái mà. Gái là rắc rối và là ở đây. Cứ mỗi chuyện gì xảy ra là mình hưởng hết. Còn hai thằng mập này nữa, hết chuyện làm rồi. Bonsoir. I wonder if you might help. Not again. Well played. Wait. Damn you, come back here. Slow down. Wait. Leave me alone. I just have a few questions. Cái thằng mập này nó chạy mà nó làm cứ như là ninja. Chạy được một đoạn cái nó xịt khói, nó thả bom khói một khói hồi. Rồi xong chạy tiếp. Làm như nó là ninja, là muốn tung hỏa mù để cho mình chạy. Vừa mới nói xong là bên ngay đây nó lại tung một cái quả khác nữa. Ôi, gặp ngay hai thằng khùng đứng đó. Kệ đi, bỏ đi. Mình, ôi, tất cả bao tao không muốn gây sự tụi này mà tụi này cứ cố tình nó gây sự với mình. Ui. Ôi cái gì vậy? Hên quá. Ngày nay nghe này có cái đằng kia có cái đồ để bám lên nó kéo mình phát lên luôn. Ở đây chạy cho nóc nhà lại cho nhanh. Slow down. Wait. Xuống nào, xuống từ từ đi cho chắc ăn. Chứ xuống như nãy họ phát là lên thiên đàng luôn. Mấy cái thằng này nó chạy nhanh như điện mà mập vậy mà nó chạy kinh thiệt. Mình mà bắt được thằng này chặt chân luôn á. Đứng lại con map. Chị vợ là nó kêu như mới chơi mèo vờn chuột vậy. Ôi, hồi vãi assassin. Chạy mà cũng tóm hụt nó mới ghê chứ. Chạy cần tới bấm nút O. Ôi. Nữa. What? Assassin gì bám coi thằng cũng không xong nữa. What the hell. Vãi lìn.
Thằng này kiểu như nó đang đùa mình, đang troll mình hay sao, nó chạy kiểu gì vậy trời. Này thì chạy nè, mà cuối cùng bám được rồi. I did just as you said. What are you talking about? You're with the other one, aren't you? The hooded man. Tell me about this other one. Who is he? I don't know. I never saw his face. Ah! He threatened to kill me if I didn't give him the poison. I didn't ask questions. Ah! I keep only a small quantity in stock. He took that straight away, but he told me where to drop off the second dose. Second dose? Here! That's all I know, I swear it! Go on then. Think of this as a wonderful story to frighten your grandchildren with. Well? You were right. He gave our mysterious killer the poison. And he said the killer wore a hood like mine. Well, there are shades of grey in every good story. If we've been betrayed from within... That would explain why the killer tried to frame me. Here. This is where the apothecary delivered his wares. What are we waiting for? Charming place. What do you hope to find here? This is where the apothecary says he delivered the poison. I'm hoping I can pick up a trail and follow it back to the source. Pick up a trail? Are you a bloodhound now? Something like that. The trail ends here. Are you sure? I'm sure. No. Wait here. Don't be ridiculous. I'm not letting you go in there alone. Elise. I have to do this myself. Please. I understand. You'd better come back to me. It's all right. I understand. Took you long enough, piss pot. Belek. Should have known it'd be you that find me. Only question is, what happens now? You poisoned Mirabeau. He poisoned us! Peace with the Templars is a fairy tale. And you're the only one who can save the Brotherhood? You think it's the first time this has happened? The first time that the assassins have been forced to purge their leadership? The first time that the Order has built itself back up from nothing to power. No. Masyaf, Monteregioni,
The American colonies. It's all happened before. And we have risen anew, stronger than ever. But now, we've lost our purpose, Arno. We mired ourselves in politics and revolutions, but we're not a nation. We're an army. And in an army, making peace with the enemy is called treason. No, I'm not the only one that can save the Brotherhood. We can. Together. Alec, you know I can't do that. That's a pity. Belek, please, come back to the council with me. We can resolve this like reasonable men. Reasonable men don't treat the framework. À, thì ra là cái ông này, ổng lại ám sát cái ông gì đó bằng thuốc độc. Không ngờ là chơi chung với ổng vậy mà ổng lại có thể làm những chuyện như này, kiểu như phản bội lại niềm tin của mình. Kiểu không những thế là kiểu như là phản bội luôn cả Assassin rồi, hội Brotherhood luôn rồi còn gì nữa. Phải công nhận là cái ông nội này là máu trâu với lại đánh chém rất là kinh. Mình chuẩn bị mình đánh rồi một vài cái là cái ổng lại chặn mình hết trơn, và có khi đạp lại chân mình nữa, có trò làm hoài đó, kiểu như đẩy mình hoặc là đạp chân à, hết trò để làm mình đó. Vừa mới nói xong có trò làm hoài, fuck you bitch nữa. Mình cũng chém ổng gần xong rồi để đỡ kiếm của ổng thì chắc là sẽ dính thôi nữa, có trò làm hoài ấy. What the fuck, bực mình ở nha. I had hopes for you. I thought you could think for yourself. I can, Belek. I just don't think. Boy, I've seen Templars put entire villages to the sword just for the chance of killing one assassin. Tell me, in your last experience, what have you seen? I've seen the Grand Master of the Templar Order take in a frightened orphan and raise him as his own son. Là nào. Rồi, chúng ta phải vật lộn với cái ông này. Nghĩ sao vậy? Già rồi mà đùi. Mấy đứa trẻ trẻ là không được. Nó cơ hội đó ha. Arno. I'm fine. Stay there. I should have left you to rot in the Bastille. Tell me. Creed, or were you a Templar loving traitor from the start? It doesn't have to be this way, Belek. You're the one who's making it so. If you just see sense, we could take the Brotherhood to a height we've not seen in 200 years. Yes, killing everyone who disagrees with you is a brilliant way to start your rise from the ashes. Look out! So, now we see the heart of it. It's not Mirabeau that's poisoned your mind, it's her.
She's the last piece of this god-fucked lunacy. Belek. You'll thank me for this. One day. Đối với tôi đối với ông này thì nhiều lúc nó mình cũng có bất lợi lắm rồi. Ông thì ông né hay quá, với lại kiểu như ông đỡ đòn với ông nó có một chiêu ông xài hoài. Đánh rồi đẩy rồi đánh rồi đẩy, còn nhiều lúc thì đá đạp những chân của mình nữa. Staggering strike. Ui ui ui. Ôi ông đâm một phát, ôi còn bắn súng nữa. Vừa là cái ông này. Ông phải công nhận tự nhiên trong cái trường hợp này máu mình trâu và là ông đâm một phát. Nhưng mà không chết, súng bắn thì nó cũng mất có một giờ vài cái thôi. Chứ không có mất một nhiều như mấy thằng sniper mà mình nãy nó bắn mình. Trẻ em gì đúng rồi. Đó, đánh kiểu này thì bố nào đánh nữa. Đánh là đẩy cho ta ngã là mình không thể nào đánh lại được. Mình cố gắng mình đã lắm ấy chứ. Mà cái cách của ông này ông ngộ quá. Mình phải đợi cho ông đánh rồi đỡ lại thì mới có thể đánh lại người như thế này. Còn chứ không đỡ mà ông còn nhảy lên nó đánh kiểu này thì sao mà đỡ được. Protege vouches for her. Don't you trust him? With my life, it's the girl I don't trust. Nothing I can say to convince you. I'm afraid not. Thought not. Chin. Chin. Apples aren't there. Và tập 8 tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua. Mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể với tập 9. See your face in the crowd, but you don't seem so far away. Nothing between us is empty space.